Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều anh em đặt cái câu hỏi cho em và anh Tuấn. Thì hôm nay hai anh em lại có dịp ngồi với nhau, mình sẽ tổng hợp lại câu hỏi để nhờ anh Tuấn là sẽ làm cái video để trả lời giải đáp cho các bạn hiểu các cái câu hỏi liên quan đến sáo điện tử. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà rất là nhiều anh em hỏi đấy là làm thế nào để mà chúng ta nghe một cái bản karaoke bất kỳ chúng ta có thể là dò ra được cái tông cái giọng của nó. Thì anh có thể chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về cách để mình có thể là chọn được cái tông cho một cái bản karaoke bất kỳ không? Để trả lời cái câu hỏi này thì dựa trên cái kinh nghiệm và cũng sự học hỏi của Tuấn thì Tuấn xin đưa ra hai cái trường hợp mà chúng ta thường gặp như sau. Một là nhóm người không nghe được cao độ. Hai là nhóm người lại nghe được cao độ và nghe được rất nhiều thứ xung quanh về nó nữa. Rồi. Đấy. Ví dụ như là có một người người ta nghe nốt la thì người ta có thể phân biệt được, nhưng tuy nhiên có những người nghe nốt la và có thể họ đọc nốt đô. Cái ông nào mà không nghe được ấy mà em thấy rất là nhiều người chơi sáo trúc ấy mà nghĩa là biết đi một kiểu mà ông ấy cầm cái sáo thổi lên mà nó lệch, rõ ràng lệch rồi mà không biết là lệch. Chính xác. Nhóm đấy là nhóm không nghe được đúng không? Đúng rồi. Như đối với nhóm đấy chúng ta phải làm như thế nào? Theo anh thì đối với nhóm đấy thì bước đầu tiên chỉ có cách tập luyện thôi. Thì tốt nhất là mình bật cái beat, thường là beat của sáo trúc. Thì họ sẽ có cảm âm trên đó, tức là sáo gì thì sẽ có beat cho sáo đó. Đúng rồi. Thì chúng ta cứ chỉ việc chan cái tông bằng đúng với cái tông sáo mà trên beat họ ghi và mình chơi hoàn toàn theo cảm âm vậy. Là các bạn tra cảm âm sáo trúc nó ghi là C5 hay BB4 hay là A4. Đúng thì rồi. Chúng ta chan về, nếu mà C5 thì quy về C, A4 thì quy về A. Là nó bảo mình chơi cái tông nào thì mình sẽ chuyển cái sáo đấy về cái tông đấy luôn. Chính xác, và chơi theo đúng cái nốt cảm âm ở trên đó. Vậy đấy là đối với người không nghe được, thế còn người nghe được thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Đối với những người nghe được cao độ thì việc tiếp theo của chúng ta là phải nghe được màu trưởng và màu thứ. Màu trưởng thì thường sẽ là tính chất vui, tươi, giai điệu rất sáng. Ngược lại, giai điệu của màu thứ thường thì sẽ là nặng về tình cảm, cũng như là tính chất giai điệu kiểu nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng và nó buồn, cảm giác xu hướng nó buồn. Đó, và cái điều tiếp theo là lại phải nghe được cái nốt kết ở trong bài. Thường những ca khúc của Việt Nam chúng ta, hoặc là thậm chí những ca khúc nhạc nước ngoài cũng vậy, họ viết những cái thường là nốt kết ở cuối cùng trong bài sẽ là chính là cái giọng của nó. Đấy, vậy thì cái nốt kết đó thì từ đó chúng ta mới phân tích ra là gì. Nếu như nó là giọng trưởng thì khi nó kết ở nốt nào thì chúng ta sẽ chan ngay về trên kèn của chúng ta, là về ngay nốt đó. Kết về đô là nó là đô trưởng. Chính xác. Thì là tông của nó là tông đô luôn. Chính xác, rất dễ dàng. Thế giả sử nếu nó là giọng thứ, đúng không ạ? Thì nếu như nó là giọng thứ thì chúng ta sẽ chan lên một quãng ba, có nghĩa là chúng ta chan lên ba lần nửa cung. Đúng không ạ? Ví dụ chúng ta còn có đô thứ, vậy chúng ta chan lên ba lần là gì? Đô này, tiếp là gì? Đô thăng, rê và rê thăng. Chính xác. Rê thăng hay chính còn gọi là mi dáng ở trên cái kèn naga của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ dịch lên ba lần nửa cung, như vậy thì chúng ta sẽ xa cái tông cần chan ở tại cái giọng thứ. Được chưa? Vậy thì cứ như xuyên suốt như vậy thôi, các bạn cứ hệ thống như thế thì bất kỳ tông nào chúng ta cũng đều có thể. Thế là sẽ là quy về hết đô trưởng và la thứ chúng ta bấm, đúng không? Đúng rồi, tức là nó không có vướng thăng dáng gì cả. Đối với mình là làm sao đơn giản nhất để mình chơi thôi. Ok. Đó. Đấy là lý thuyết, thì chúng ta sẽ thực hành từ một vài bài để cho mọi người có thể hiểu hơn cái lý thuyết đấy được không? Ok, bây giờ Việt sẽ bật một cái beat bất kỳ, có thể là Tuấn không biết bài đấy, nhưng Tuấn sẽ làm lại từng các bước như ban nãy. Bây giờ này đi, một cái beat bất kỳ, mình sẽ tìm beat karaoke thôi. Beat karaoke, mà xem cái bài nào đầu tiên thì con đò lỡ hẹn là đầu tiên này. Anh không biết bài này đâu. Ok. Đây. Màu thứ đúng rồi. Việc dừng lại. Chính xác, chúng ta nghe được cái là chúng ta đã biết được đây là màu gì rồi. Màu thứ đúng không? Bây cái quan trọng là chúng ta chỉ cần nghe cái nốt kết ở nó. Ok. Thường sẽ là kết chính ở trong dạng hoặc là kết bài. Ok. Đó, Việt vào tiếp đi. Tiếp. La 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 la
chính xác nốt cuối cùng là đấy chính là chủ âm. Okay. Đấy chính là chủ âm của nó. Vậy chúng ta tìm là chúng ta vẫn phải lưu cái cao độ ở trong đầu chúng ta, đúng không ạ? Là vậy đây là nốt gì? Rê rồi. Đâu, không phải rê. Mi. Chính xác, mi. Vậy đó là mi thứ, đúng không ạ? Mi thứ chúng ta dịch lên ba nửa cung. Mi, fa. Fa thăng tiếp. Không lên son. Fa thăng lên son. Vậy chúng ta sẽ chan về son. Tức là anh phải quay sang. Đúng không? Nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta bấm cái để mà tìm cái nốt kết của nó ấy, thì thì cái cây kèn của chúng ta không được chan tông, đúng không? Đúng rồi. Nó tìm phải nốt là kết nó là phải để ở đô. Nó phải là để ở đô. Đúng rồi, để chúng ta tìm cái nốt chính xác của nó dựa trên cái cao độ chuẩn. Ok. Đấy. Được rồi, thế là anh em sẽ thử thêm một bài nữa nhé. Ok. Tiếp bên dưới này, anh còn nợ em. Thử xem tông nam. Anh còn nợ em, nghe phát mà có khi là thứ rồi. Không. Thử nghe đã. Đúng rồi. Đây chính là bỏ thứ các bạn nhé. Đi ra đi ra. Đó, đây chính là bỏ thứ và chính là nốt kết luôn. Đi la la la. Ta 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 ta. Ok. La ta ta ta. La, đúng chưa? Chúng ta tìm. Đó, chúng ta không chan, được chưa? Chúng ta tìm. La 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 la, chưa cần biết nốt gì cả. Chính nó là gì? Nó chính là la thứ luôn. Vậy thì chúng ta không cần chan nữa. Đúng không? Đây chính là nốt kết. Rồi. Chúng ta sẽ không vướng thăng giáng gì hết. La la từ la đúng không? Lên si này. La thăng lên si và lên đô. Đúng rồi. Là quy về nốt đô luôn. Chính xác, đó chính là đô. Okay. Chúng ta không cần chan. Bây giờ sẽ tìm một cái bài nữa quy về giọng trưởng đi. Đấy, thành rất là giọng trưởng này. Ừ, ok. Có tìm mãi mới tìm được một bài giọng trưởng. Nghe nó sáng hẳn, tươi hẳn. Thường là Tuấn nghe một câu là Tuấn đã dò được ngay rồi. Nhưng mà mình vẫn phải làm theo quy trình. La ta 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 ta. La, đúng không ạ? Nốt đấy. La ti da ti ta ta, đúng không? Nốt gì? Nốt này là nốt son thăng. Son thăng, chính xác. Son thăng nhưng mà nó là gì? Màu gì? Màu trưởng. Vậy chúng ta chỉ việc chan lên son thăng. Son thăng hay là la giáng. Đó. Thì chúng ta bấm rất dễ. Quy hết về thì sẽ thành đô. Okay. Rất dễ như vậy. Ừ. Đấy là cái cách mà Tuấn thường nghe để bắt tông bất kỳ một cái beat nhạc nào từ trước đến giờ. Làm cách nhanh nhất, thường thường thì Tuấn chỉ nghe khoảng 2 câu thì là Tuấn có thể bắt được rồi. Chưa cần phải về chủ âm thì Tuấn có thể tự dò được về chủ âm. Khi mà mình làm nhiều nó sẽ thành một cái phản xạ. Chính xác, nó thành cái phản xạ. Rồi. Hy vọng rằng là cái chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn sẽ giúp ích được cho các bạn có thể bắt tông được một cái bài bất kỳ. Và có cái câu hỏi nào muốn anh em mình giải đáp thì hãy comment ở phía bên dưới. Khi mà có điều kiện thì anh em mình lại quay lại để giải đáp các cái câu hỏi cho các bạn nhé. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.